Dũng sĩ Hetman tập 44 Diệt thần sấm. Cuộc sống ở Arrhart và hành tinh mới tên là Pitpen đã trở lại thanh bình như trước. Mọi người lo chung nhau xây dựng cho cả hai ngày càng tươi đẹp. Nhưng sự việc không đơn giản như thế, vì sau lần thiên thể kỳ lạ bị dịch chuyển, quỹ đạo của các hành tinh khác trên đường thiên thể bay qua bị xáo trộn, gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Một trong những nơi ấy là hành tinh VS hành một thiên thể to lớn như mặt trời Thái Dương hệ. Hành tinh này hầu như bị ảnh hưởng nhiều nhất, gây nên động đất và bão tố dữ dội. Thủ lĩnh nơi đây là một quái nhân tên là Fender. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Thưa ngài, có một thiên thể nào đấy bay ngang qua đây, làm bầu khí quyển của chúng ta bị rối loạn nghiêm trọng. Các ngươi hãy dùng máy định vị dò xem thiên thể ấy từ đâu đến. Còn việc bão tố đang hoành hành thì ta có thể ngăn lại được. Trong lúc thủ hạ của Fender đang dò tìm thì hắn đi xuống một căn phòng bí mật nằm sâu ở dưới đất. Tại đó có một cỗ máy bí mật. Hà hà, để xem thần sấm của ta ra tay nè. Lúc ấy, phía trên mặt đất, sấm sét và bão tố đang hoành hành dữ dội. Fender vừa nhấn nút vận hành máy thì phía trên mặt đất một bàn tay khổng lồ cầm lưỡi búa liền nhô lên. Tức thì sấm sét trên bầu trời liền bị lưỡi búa thu lại, hút hết vào trong lòng đất. Trong chốc lát, sấm sét và bão tố đều bị tan đi, bàn tay cầm búa lại thu về trong lòng đất. Phía trên mặt đất không còn dấu vết. Ha ha, thế là ta đã thu thêm được năng lượng trời cho. Một lúc sau, Fender bước lên phía trên. Sao, chúng mày đã tìm ra chưa? Đã xác định được rồi, thưa ngài. Đó là một vệ tinh tự chuyển động của Hansen. Hừm, Hansen à, nó đã làm hư hại của ta biết bao nhiêu nhà cửa. Ta phải đến đó để hỏi tội lão mới được. Fender và Hansen đều là các quái nhân trong thị nhập bát tú, nên chúng rất biết rõ nhau. Fender liền dùng một phi thuyền khổng lồ bay đến chòm sao của Hansen. Phía trong phi thuyền, hắn bàn bạc cùng với các thủ hạ. Nhân dịp này ta giết phăng lão đi rồi, chiếm lấy lãnh địa của lão luôn đi. Thưa ngài, chúng tôi nghe nói lão có thiên thể chứa đầy các hạt năng lượng. Có phải là thiên thể bay ngang qua chúng ta đấy không? Có lẽ là nó đấy, nhưng chúng ta phải diệt lão ấy trước đã rồi mới chiếm thiên thể đó được. Việc ấy không có khó gì đâu, khỏi cần thần sấm của ta xuất hiện, ta cũng diệt được lão dễ dàng, vì sứ của lão toàn là robot không hà. Thì phi thuyền này của ta cũng lắp ghép lại thành robot được mà. Nhưng mọi việc xảy ra ngoài dự đoán của chúng, đến nơi vì không tìm ra Hansen, chúng bắt đầu phá lung tung rồi lên đường đi tìm lão. Bấy giờ ở Arrhart, tôi vừa trang bị thêm cho Hetman những vũ khí mới ở sau lưng và trên hai vai. Có như vậy mới đủ sức bảo vệ Arrhart và Pitben được. Ồ, thế thì tốt quá, gươm thần được gắn ở hai vai thật là hữu hiệu. Khi cần có thể thu gươm thần vào trong người hoặc phóng ra bên ngoài nếu muốn, phải không giáo sư? Nó được điều khiển bằng các vi mạch điện tử đặc biệt, bởi vậy ta cần nạp thêm năng lượng cho Hetman. Ồ, điều đó thì dễ dàng thôi, chúng ta lên đường đến thiên thể Big Ben ngay bây giờ đi. Luôn tiện thăm Gatco và giáo sư Gagne luôn.
Không biết ông ta sao rồi? Gát cô vừa điện về cho chúng tôi biết ông ta đã bình phục hẳn và công việc đã xong. Ông ta đang sửa soạn về Garrison. Sau đó, Hetman liền khởi động rồi lên đường. Đường đi từ Arad đến Big Ben không xa, nên chỉ một thời gian ngắn Hetman đã hoàn toàn đáp xuống Big Ben. Giáo sư Levitt tranh thủ đưa Hetman đi nạp năng lượng, còn Kip tìm đến căn cứ. Ồ, Gatko, mọi việc đều ổn cả chứ? Tình hình vẫn yên ổn, công việc của giáo sư Gagne đã xong, giáo sư định trở về Garrison ngay bây giờ đấy. Thế à, ồ, chào giáo sư. Chào các anh, tôi định trở về đây. Thú thật là trong thời gian qua tôi đã gây cho các anh nhiều chuyện rắc rối quá. Ồ, giáo sư đừng nói thế, đó là do Hansen gây nên chứ có phải giáo sư đâu. Tuy vậy nhưng tôi vẫn áy náy vô cùng. Thôi tôi về nhé, cho tôi gửi lời chào giáo sư Levitt nhé. Vâng, nhân tiện tôi cũng nhắc giáo sư một điều, đó là số mỏ năng lượng ở đây phải tuyệt đối giữ bí mật. Chỉ có thủ lãnh của chúng ta ở Garrison mới biết được thôi nhé. Điều ấy các anh cứ yên tâm, tôi sẽ đem tính mạng của mình ra để đảm bảo bí mật ấy. Chúng tôi tin ngài, thưa giáo sư, chúc ngài trở về bình an. Sau đó giáo sư Gagne liền lên đường, chẳng mấy chốc đã bay vào không gian bao la. Giáo sư không biết được rằng mình đã bị một kẻ phát hiện và theo dõi sát nút. Đó chính là Fender, hắn đang ở gần đấy. Hà hà, tốt lắm. Phi thuyền hắn có bộ phận phát sóng nên Arad và Big Ben không phát hiện được. Trái lại, hắn theo dõi các bạn rất kỹ. Chiếc phi thuyền này vừa từ thiên thể ấy bay ra, phải bắt lấy hắn để moi tin tức mới được. Cần gì phải moi tin tức, chúng ta cứ việc tung hỏa lực tấn công là xong. Ngươi ngu quá, chuyện đâu có dễ dàng như vậy được. Từ khi biết tin lão Hansen đã chết về tay chúng, thì rõ ràng chúng không phải là tay vừa đâu. Chúng ta chiếm được thiên thể này từ trước ta và khoanh vùng các mỏ năng lượng nữa chứ. Bởi vậy, điều trước tiên là chúng ta phải tóm cổ tên này để tìm ra các bí mật của chúng. Sau đó ta mới tìm cách chiếm lấy các thiên thể này được. Ngài nói rất đúng, đợi cho hắn bay đến vòng vây rồi ta sẽ tung lưới từ trường để tóm cổ hắn. Gagne vẫn không hề biết, bình thản bay về phía trước. Một lúc sau, bất ngờ chiếc phi thuyền khựng lại. Toàn bộ máy móc trên tàu không hoạt động được nên Gagne không thể đánh điện cầu cứu cho các bạn biết được. Thì ra giáo sư Gagne đã lọt vào lưới từ trường của Fender, chiếc phi thuyền của giáo sư bị hút mạnh về phía phi thuyền của hắn. Giáo sư bị bắt ngay sau đó và bị đưa đến phòng lái của chúng. Thằng Garrison kia, nếu muốn sống thì hãy nói cho ta biết cách vào các mỏ năng lượng ở trên thiên thể kia mau lên. Không đời nào dù cho bọn bay có giết ta cũng vô ích mà thôi. Được rồi, ta sẽ dùng máy thôi miên bắt ngươi phải nói ra sự thật thôi, hà hà. Fender vừa quay lưng lại để mở máy thì Gagne đã thu hết sức lực quật tên thủ hạ của hắn về phía trước. Đoạn nhanh chóng chạy về phía sau nhưng khi vừa mở cửa ra thì đừng để cho hắn thoát. Đứng yên không, thôi tao bắn nát óc bây giờ. Nhanh như cắt, Gagne xoay người chụp lấy tay cầm súng của hắn rồi hướng nòng súng về phía tên kia. Bốp! Phát súng vô tình trúng phải tên thủ hạ đứng cạnh Fender. Gagne lao ra phía cửa định thoát thân lần nữa. Nhưng tên thủ hạ còn lại đành phải hạ gục Gagne trước khi ông kịp rời khỏi cửa. Đồ ngốc, sao mày lại giết hắn? Thì ngài thấy đấy, hắn đã giết một người của ta rồi.
Mày ngu quá, bây giờ ta mất hết đầu mối để điều tra bọn chúng rồi. Fender đành phát tín hiệu gọi thần sấm đến. Đoạn quăng xác Gagne ra ngoài không gian rồi bay thẳng đến thiên thể Big Ben. Trong lúc chờ đợi thần sấm của ta đến, ta sẽ có cách đối đầu với bọn chúng. Bấy giờ tại căn cứ dưới thiên thể Big Ben, lạ quá nhỉ, tớ đã gọi hàng chục lần rồi mà vẫn không liên lạc được với giáo sư Gagne. Cậu không thử gọi về Garrison xem sao? Tớ cũng đã gọi rồi, Garrison cũng không bắt liên lạc được với Gagne. Hay là ông ta phải làm phản, biết đâu được. Tớ không nghĩ như vậy đâu, có lẽ ông ta bị nạn rồi. Đúng lúc ấy, còi báo động rú lên liên hồi và bên ngoài có tiếng động mạnh. Trời ơi, chuyện gì vậy nhỉ? Kíp và Gatco nhanh chân chạy ra bên ngoài. Trời ơi, một robot khổng lồ, nó từ đâu đến vậy nhỉ? Hừm, để xem nó muốn gì. Thật vậy, trước mặt họ là một robot khổng lồ do chiếc phi thuyền của Fenrir lắp ghép vừa đáp xuống đất. Đúng lúc đó thì Hetman vừa nạp năng lượng xong bay đến đáp xuống trước mặt hắn. Hừ, chúng ta lại có tên robot khổng lồ này nữa à? Fenrir chưa vội manh động, hắn bước ra ngoài. Ta cần nói chuyện với các ngươi. Chuyện gì vậy? Chúng tôi chưa hề quen biết ông. Hờm, các ngươi không hề biết Fenrir này à? Fender à? Không, chúng tôi không biết, nhưng ông đến đây làm gì? Fender bèn bịa chuyện. Tại sao các ngươi dám chiếm lấy thiên thể này của ta? Ông nhầm rồi đấy, thiên thể này là của Hansen. Chúng tôi không hề chiếm lấy, mà nó tự bay đến, gây nên biết bao nỗi kinh hoàng cho nhân dân chúng tôi. Vì vậy chúng tôi buộc lòng phải chặn đường bay nó lại để tránh tai hại. Nói láo, nó là của ta, ai là người làm chứng những lời ngươi nói là sự thật? Hansen, vậy lão ấy đâu rồi? Lão ấy chết rồi, nếu ông không tin, tôi sẽ đưa ông đến xem mộ của Hansen. Hừm, hừm, ngươi đem cái lý lẽ trẻ con ấy ra lừa bịp ta. Hừ, nếu vậy ông muốn chiếm lấy thiên thể này bằng sức mạnh. Đừng hòng, ông không thắng nổi dũng sĩ Hetman của chúng tôi đâu. Nghe nói đến đó, giáo sư bèn bật gươm thần lên để thị uy. Này, ta không phải là kẻ hiếu chiến, nhưng nếu các ngươi không thắng được ta, thì thiên thể này phải thuộc về ta. Ông muốn đấu tay đôi à? Đúng vậy. Gatco, hãy để đấy cho mình. Hắn là một quái nhân, cậu cứ để mình đấu với hắn. Được rồi, tôi nhận lời, chúng ta hãy đến bãi đất trống kia đi. Gatco, cậu hãy cẩn thận đấy. Kíp bèn đưa cho Gatco một thanh kiếm, còn Fender sử dụng một cây búa màu đen tuyền. Chuẩn bị xong chưa? Tôi cho ông ra đòn trước đấy. Gatco vừa dứt lời thì Fender đã kịp vung búa lên lao đến. Keng. Song Gatco đã qua nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên nên đường kiếm linh hoạt không kém gì Kíp. Fender cũng chẳng phải tay vừa, liên tục tung những miếng đòn hiểm vào đối thủ. Gatco liền nhảy qua một bên rồi hét lớn: "Này Fender, tôi nghĩ đây là một cuộc so tài, hễ ai đánh rơi được vũ khí của đối phương thì thắng. Sao ông lại ra những đòn sát thủ như vậy?" Fender không trả lời, cứ việc lao đến nhằm sát thương đối thủ. Gatco thấy vậy thì không nương tay nữa, vung kiếm tấn công dữ dội. Fender không ngờ đối thủ mình mạnh như thế nên tỏ ra khá lúng túng. Gatco chỉ chờ có thế, vung tuyệt chiêu đánh văng búa của hắn. Á, keng. Sao, bây giờ ông đã chịu thua chưa? Hãy trở về đi và đừng mong đến đây gây chiến nữa.
Fender vừa bước vào trong robot của hắn thì bất ngờ từ trên ngực robot phóng xuống một luồng từ trường cực mạnh. Gatco không ngờ được nên bị hút mạnh vào tên robot. Nhanh như chớp, giáo sư liền cho Hetman rút gươm ánh sáng lao tới. Nhưng Fender đã nhanh hơn, tung một đám bụi mù để che mắt Hetman. Không chút chậm trễ, Kip liền chạy vào trong Hetman. Giáo sư nhanh lên coi chừng nó chạy thoát. Giáo sư điều khiển cho Hetman vung gươm lao vào giữa đám bụi mù, nhưng không còn kịp nữa, Fender đã lắp ghép robot của hắn thành chiếc phi thuyền lao vút lên. Hetman liền phóng gươm thần lên bầu trời đuổi theo, rồi cũng khởi động lao vút lên, nhưng không còn kịp nữa vì phi thuyền của hắn bay nhanh hơn, mất hút trong không gian sâu thẳm. Tức thật, hắn biến mất rồi, phi thuyền của hắn có máy phá sóng radar, biết đâu mà tìm. Giáo sư cứ yên tâm, mục đích của hắn là chiếm lấy thiên thể này nên hắn không đi xa đâu. Nhưng còn Gatco thì sao? Nó bị tên ấy bắt cóc rồi. Cậu ấy có đủ năng lượng để tàng hình. Giáo sư cứ việc thu gươm rồi thần lại đi. Bây giờ chúng ta phải trở về lo việc di tản cho dân chúng ở Big Ben để phòng chúng tấn công bất ngờ. Đúng như Kíp dự đoán, phi thuyền của Fenrir đậu ở gần đấy, nhưng chúng có bộ phát sóng nên Hetman không nhận ra được. Catco lúc ấy đang bị lưới từ trường hút chặt vào vách nên không thể nào di chuyển được. Hừm, thì ra phía trước có tia tử ngoại chiếu vào, hèn gì mình không thể tàng hình được, tức thật. Ồ, mình có cách rồi, trong người đang dư thừa năng lượng nên mình sẽ cố phóng điện để phá vỡ cái máy phát tia tử ngoại ra. Catco liền tập trung năng lượng vào đôi mắt nhìn thẳng vào máy phát. Quả nhiên sau một lúc, luồng điện phát ra từ mắt đủ sức phá vỡ bộ máy phát tử ngoại kia, bộp. Không còn tia tử ngoại, Gatco chỉ cần phóng điện bằng tay đã phá nát máy từ trường phía sau lưng. Lúc ấy, phía trên phòng lái, ta vừa nghe tiếng nổ. Chắc thằng Garrison ấy phá nhà giam rồi, chúng mày đi tìm nó ngay đi. Đúng lúc đó thì Gatco đã kịp tàng hình đến. Đồ hèn hạ khỏi cần tìm, ta cũng đến đây nè. Bốp. Đòn tấn công của Gatco hết sức bất ngờ khiến bọn chúng không kịp trở tay. Lợi dụng lúc chúng đang luống cuống, Gatco liên tục ra đòn để nhanh chóng hạ gục đối thủ. Bốp. Thấy động, bọn thủ hạ ùa lên như kiến, chúng bất kể sống chết lao vào ôm chặt Gatco. Hự. Hừm, đã vậy thì ta sẽ phá nát phi thuyền này luôn. Gatco gồng mình biến thành khổng lồ làm chiếc phi thuyền vỡ ra từng mảnh. Khi ấy ở phía dưới thiên thể Big Ben, các chấn động đo được cho biết ngoài không gian vừa xảy ra một vụ nổ. Hai Gatco gặp chuyện gì rồi? Thưa giáo sư, chúng ta hãy đưa Hetman lên đường ngay thử xem thế nào. Sau đó, radar đã nhận ra tín hiệu lại được rồi, có lẽ máy phá sóng của chúng đã bị hỏng. Như vậy thì tiếng nổ hồi nãy chính là phi thuyền của hắn. Bấy giờ ở ngoài không gian, sau khi chiếc phi thuyền nổ tung, bọn thủ hạ của Fender vì thiếu dưỡng khí nên chết vô số kẻ. Riêng Fender là một quái nhân nên hắn không hề hấn gì, tìm cách chạy thoát. Nhưng Gatco đã nhìn thấy, vươn tay chụp lấy hắn. Hừm, ngươi đừng hòng trốn thoát. Bất ngờ một tiếng nổ vang lên như sấm động. Đồng thời một tia sét phóng thẳng vào tay Gatco để ngăn lại. Đòn tấn công làm Gatco trúng thương phải thu nhỏ người lại như trước. Ôi đau quá, sét ở đâu ra vậy nhỉ? Gatco nhìn quanh để tìm Fender, bất ngờ có tiếng ầm ầm từ xa vọng lại, rồi một luồng sáng xanh biếc lóe lên. Hừm, nó biến mất rồi.
Trước mặt Gatco chợt xuất hiện một người khổng lồ mặc bộ đồ da màu đỏ bó sát người. Hắn vung búa lên hét lớn: "Hãy xem thần sấm ra tay nè!" Vừa nói, hắn vừa vung lưỡi búa về phía trước, tạo nên những luồng sét cực mạnh phóng ra nhiều hướng. Gatco không còn tránh né vào đâu được, đành phải bấm nút tàng hình để trốn thoát. Gatco đâu biết rằng thần sấm là một robot khổng lồ dưới sự điều khiển của tên Fender ở bên trong. Hừm, thì ra thằng tóc đỏ này biết tàng hình. Đã vậy thì chúng ta sẽ đến phá nát cái thiên thể ấy ra luôn. Xin tuân lệnh thưa ngài. Thần sấm xoay người định phóng vút về hướng thiên thể Big Ben. Đúng lúc đó thì một luồng sáng xanh từ xa phóng đến chặn đường hắn lại. Đó chính là Hetman vừa bay đến kịp thời. Fender, ta đã nhận ra ngươi rồi, ngươi đừng hòng giở trò mà mất mạng. Hừm, nếu vậy thì hãy xem thần sấm trả thù đây. Thần sấm vừa phóng tia sét ra thì Hetman đã kịp thời bật gươm thần lên để thu nguồn sét lại. Ầm. Này Fender, chúng tôi không hề muốn gây chiến. Hãy đưa tên robot sấm sét ấy về đi. Còn lâu hãy xem đây. Cả hai lao vào nhau tấn công quyết liệt. Thần sấm vừa sử dụng búa sét vừa sử dụng súng nên tấn công nhiều mặt hơn. Vì vậy Hetman có lúc phải lắp ghép gươm thần lại mới kháng cự nổi với hắn. Quả nhiên nhờ có gươm thần thu được nguồn sét nên Hetman dễ bề dùng gươm ánh sáng khống chế hắn hơn. Giáo sư nhìn xem, hắn vừa đánh vừa muốn lùi về thiên thể Big Ben. Chắc hắn định âm mưu phá hủy căn cứ của ta đây. Được rồi, chúng ta sẽ cố chặn hắn lại. Nếu để hắn lọt vào Big Ben thì thiệt hại sẽ không biết đâu mà lường. Nhưng đã trễ vì thần sấm đã tiến đến rất gần vùng khí quyển của Big Ben. Hắn liền tung ra một tiếng nổ lớn để đánh lạc hướng Hetman. Khi Hetman quay lại thì hắn đã phóng vút đi như một mũi tên. Hừm, không thể cho mày đáp xuống đó được. Vừa đuổi theo, Hetman vừa phóng hai nửa thanh gươm thần về phía hắn. Hai nửa thanh gươm lao đi như hai mũi tên khổng lồ đuổi theo hắn sát nút, đoạn cắm phập vào người hắn. Nhưng rủi thay, nơi thần sấm bị nạn rất gần mặt đất, phía dưới là một mỏ năng lượng. Thần sấm từ trên cao rơi xuống đúng vào mỏ năng lượng đó, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên đẩy hai nửa thanh gươm thần ra ngoài. Nguy quá, không còn kịp nữa, nó đã phá hủy của chúng ta một mỏ năng lượng rồi. Hãy nhặt gươm thần lên đã thưa giáo sư, kẻo lọt vào tay chúng thì nguy to. Sau đó, không thể tiến gần tấn công vào mỏ năng lượng được đâu. Nếu toàn mỏ năng lượng ấy nổ tung thì ngay cả Hetman cũng sẽ bị tan xác. Được rồi, chúng ta sẽ tìm cách khác, thử xem Gatco có việc gì không. Tôi sẽ ở lại canh chừng nó, cậu hãy đi tìm Gatco đi. Lúc ấy ở bên trong mỏ năng lượng. Ồ, thần sấm của ta hư hại nhiều quá, ta phải có đủ năng lượng thì máy tái tạo mới hoạt động được. Hừm. Đây là đâu vậy nhỉ? Sao bọn chúng không dám động tĩnh gì cả vậy? Ồ, thì ra đây là một mỏ năng lượng, chúng sợ ta phá nổ tung nên không dám đến gần. Đúng là các hạt năng lượng đây rồi, được lắm, ta sẽ dùng nó để tái tạo cơ thể cho thần sấm, ha ha. Khi ấy, ở phía trên căn cứ, Gatco nhờ có năng lượng nên hồi phục mau chóng. Ồ, Kíp, cậu về rồi à, tớ vừa nghe thấy tiếng nổ, có chuyện gì vậy? Kíp liền kể lại mọi chuyện. Chúng bị rơi xuống mỏ DX5 nằm ở phía bắc. Hetman đang chờ sẵn ở đấy, có lẽ tên Fender ấy vẫn còn sống.
Nhưng tên robot thần sấm ấy bị hư hỏng nặng rồi. Nếu ta không ngăn lại kịp thì nó sẽ tái tạo lại ngay. Lúc ấy sẽ rất nguy hiểm vì mỏ năng lượng đã thuộc về tay hắn. Được rồi, tớ tàng hình đi ngay bây giờ đây. Kíp cũng dùng ván trượt bay đến cùng trực chiến với Hetman ở bên ngoài. Tình hình thế nào rồi thưa giáo sư? Chắc tên Fender ấy vẫn còn sống. Tôi đã thử lại gần để thăm dò nhưng bị hắn tung hỏa lực tấn công rất mạnh. Gatco đã xâm nhập vào bên trong rồi. Chúng ta hãy chờ sẵn phía sau vách núi. Nếu hắn xuất hiện, tôi sẽ điều khiển gươm thần phụ với giáo sư một tay. Khi ấy ở bên trong mỏ năng lượng, máy tái tạo đã hoạt động rồi. Chỉ không lâu nữa thôi, thần sấm của ta sẽ sống dậy. Lúc đó Gatco cũng vừa tàng hình đến. Trời ơi, trễ rồi. Bây giờ đến lượt ta nạp năng lượng. Chúng sẽ biết tay Fender này. Nhưng khi Fender vừa quay lưng lại thì cánh cửa dẫn vào mỏ năng lượng đã bị khóa chặt. Ủa sao lạ vậy nhỉ? Mình đang mở cửa mà. Gatco liền bất ngờ hiện nguyên hình. Thằng khốn kiếp, lần này mày không thoát nữa đâu. Bốp. Nhanh như cắt, Fender chụp lấy một hạt năng lượng dở dang trên ngực robot. Năng lượng truyền đi mau chóng trong bàn tay của hắn. Vì vậy khi Gatco lao tới thì hắn đã đủ sức kháng cự. Đôi bên tranh chấp nhau quyết liệt bất kể sống chết. Fender sợ chiến đấu ở bên trong lỡ gây tổn thất cho robot của mình, bèn tìm cách dụ Gatco nhảy ra bên ngoài. Gatco liền lao theo. Hừm, như vậy thì càng tốt cho ta. Fender định biến thành khổng lồ để dễ bề đối đầu cùng Gatco nhưng không còn kịp nữa vì Hetman đã xuất hiện kịp thời, phóng tia tử ngoại hút chặt hắn vào trong. Đúng lúc đó thì một tiếng nổ long trời vang lên, robot thần sấm đã tái tạo xong, phóng vút lên bầu trời. Hetman phải nhảy lùi lại phía sau để tránh chất phóng xạ. Trời ơi, mỏ năng lượng bị nổ rồi. Thấy vậy, Kip liền chui vào gươm thần, tách ra khỏi Hetman phóng vút lên theo. Vì vậy, khi thần sấm vừa lao xuống thì Kip đã dùng hai nửa thanh gươm thần phối hợp cùng Hetman tấn công hắn vô cùng dữ dội. Sấm sét nổi lên khắp một vùng y như ngày tận thế sắp đến, nhưng Hetman và các bạn vẫn kiên tâm chống chọi. Kip liền điện cho Gatco ở phía dưới đất, cậu ráng xâm nhập vào trong robot rồi tháo nút năng lượng ra theo tay cầm búa nhé. Gatco nhanh chóng bấm nút tàng hình. Thấy vậy, Kip liền kẹp chặt hai nửa thanh gươm vào lưỡi búa của hắn đúng lúc Gatco xâm nhập vào trong. Gatco đã kịp thời mở máy nên tất cả nguồn năng lượng của hắn đều bị gươm thần hút hết cả. Song khẩu súng 6 nòng bên tay trái của hắn vẫn còn rất nguy hiểm khiến Hetman khó sáp lại gần được. Gatco đành phải hiện nguyên hình lao ra bên ngoài rồi biến thành khổng lồ chụp lấy tay cầm súng của hắn. Tiêu diệt nó đi Hetman. Hetman đành phải kết liễu tên robot để tránh nguy hại về sau. Vài ngày sau đó, chúng tôi đã tìm được những chứng cớ về cái chết của giáo sư Gagne. Chính ông là thủ phạm chứ chẳng ai khác. Không ngờ ông lại hiểm ác như vậy. Dù cho ông có đủ năng lượng, ông cũng không thể thắng nổi Hetman đâu. Hết.